ngồi đối diện với quý vị ở đây và nhất định là Giang Hải phải trói gì hết chứ để cái tay giả lẹ lên nó bấm dụng kịp. Dạ, biết ai biết không? Thôi tôi giờ nãy giờ tôi mệt quá rồi, tôi có biết cái gì đâu. Cái miếng nó nằm ở đâu tôi đâu biết được. Trời ơi, tính ra đi. Anh ra ngay vậy mà nó chịu ra tôi quải nữa nè. Xả dây, hãy bỏ dây xuống hết ra phía anh ơi. Ở đây không phải là có cái tính chất gì đó cả, mà là một sự biểu diễn bằng một công phu. Một công phu rèn luyện rất khổ mà mấy chục năm qua Giang Hải mới làm được chuyện này, mà để phục vụ cho quý anh và đặc biệt là nhà anh Sở. Hôm nay Giang Hải sẽ đợi có một giây thôi và Tấn Hải sẽ phục vụ. Cái hơi của Tấn Hải thì anh coi như là để riêng hơn bên đi, bởi vì em mệt rồi. Nhưng mà chủ yếu là quan trọng cái tiếng đàn thôi, tức là Tấn Hải sẽ đến bằng 8 câu vương hoàng và 2 câu vọng cổ 5-6 trong một cái trích đoạn nổi tiếng của thành phố là Tình Ca Biên Giới. Trói là hết rồi. Chuyện này là chưa ai làm được. Còn cái gì người ta làm được mình làm được mình mới hay. Kính thưa quý gia đình kính mến, kính thưa quý chú bác kính mến, kính thưa quý khách mời kính mến, kính thưa quý anh chị kính mến, hôm nay có khi có những lon bia và có những rượu vô rồi thì người MC còn giả là ca sĩ, còn giả là nhạc sĩ, hay là tất cả chúng ta đây có khi nó cũng không phải chính xác 100% như lúc chúng ta chú gì cả. Sợ tiếng ca tôi là thiếu chính xác thôi. Để mời quý vị khích lệ một tràng pháo tay cho chết cầm Giang Hải sẽ đừng bằng một giây và sau cùng đợt một món luôn, một giây một món luôn nhỉ.